Duy Thường tạt bóng vào. Đây là cơ hội Victor Lê. Victor Lê dứt điểm vào. Một pha cứa lòng tuyệt đẹp của Victor Lê. Ở mùa giải trước thì Long An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã vượt qua được vòng loại trực tiếp. Long An đã vượt qua câu lạc bộ Phú Thọ với tỷ số 5-2. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua câu lạc bộ Khánh Hòa với tỷ số là 4-3 trên chấm 11m. Kết quả 90 phút thì cả hai đội cũng đã hòa nhau với tỷ số là 2-2. Duy Thường tạt bóng vào. Đây là cơ hội Victor Lê. Victor Lê dứt điểm vào. Một pha cứa lòng tuyệt đẹp của Victor Lê. Một đường cong đã được cầu thủ Việt Kiều tạo ra trên sân Long An. Các cầu thủ trẻ Long An thi đấu hứng khởi, chơi tự tin. Nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, những cầu thủ đã thi đấu dày dặn kinh nghiệm tại V-League, họ đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Victor Lê đã có pha đi bóng vào trong và cứa lòng rất đẹp mắt để hạ gục cục thủ môn Bảo Duy. 1-0 dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Victor Lê. Quá đẹp mắt. Không có nhiều cơ hội dành cho thủ môn Bảo Duy để cản phá. Quá khó. Khống chế một nhịp và đẩy bóng một nhịp. Ba nhịp không chơi bóng và đã tạo ra bàn thắng. Một đường cong được coi là mỹ miều của Victor Lê. Nó giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có tinh thần tốt hơn của Đinh Tiến. Đây là cơ hội Văn Huy. 2-0 rồi. Pha dứt điểm thứ tư của Văn Huy. Anh mới có bàn thắng cho riêng mình. 2-0 dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ cuối cùng. Tình huống ăn mừng của Văn Huy có lẽ là để dành cho người con sắp sinh của anh. Bốn pha dứt điểm. Đến tình huống dứt điểm thứ tư, Văn Huy mới có bàn thắng. Khống chế và lốp bóng nhẹ nhàng qua người thủ môn Bảo Duy.